Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn chú trọng và đảm bảo tốt công tác hậu cần, góp phần quan trọng cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngành hậu cần Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm cho các đối tượng ăn đúng đủ tiêu chuẩn định lượng quy định, xây dựng nhà ăn, nhà bếp chính quy, bảo đảm khang trang, vệ sinh sạch sẽ, có đầy đủ biển bảng, đồng thời tổ chức bếp ăn tập trung, chia ăn theo định suất, thực đơn được lập hàng tuần, thường xuyên cải thiện và chế biến đa dạng các món ăn để hợp khẩu vị của bộ đội. Thực hiện mô hình tăng gia sản xuất vườn ao chuồng với vốn đầu tư 50 triệu đồng trên một đơn vị. Các đơn vị cơ sở thường xuyên duy trì đàn bò từ 7 đến 15 con, đàn heo từ 25 đến 40 con, gia cầm các loại hơn 100 con. Vườn rau, ao cá, chuồng trại chăn nuôi được quy hoạch cơ bản, đảm bảo vệ sinh môi trường và thực phẩm tươi sống tại chỗ, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Ngoài ra, các đơn vị trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh còn tổ chức một trại chăn nuôi tập trung có đàn bò trên 70 con, hàng năm thu nhập trên 100 triệu đồng. Đến nay, từ cơ quan đến đơn vị cơ sở đều quy hoạch vườn tăng gia gồm vườn ao chuồng nên hàng năm đã tự túc 100% rau xanh, 30% cá, 40% thịt các loại.